Chào các bạn, hôm nay vườn ươm Hải Đăng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây nho. Thì nho là một loại trái cây chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài ra nó còn có tác dụng phòng chống cảm lạnh, xóa lếp nhăn, làm trắng răng, giảm cân, bảo vệ tim mạch, chống viêm, cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Thì để trồng nho thì chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ sau đây. Bạn có thể tận dụng bao xi măng, chậu, khay, thùng xốp có sẵn trong nhà hoặc mảnh đất trống trong vườn. Các bạn lưu ý là dưới đáy khay, chậu thì chúng ta đục lỗ để thoát nước. Dụng cụ trồng thì nên có kích thước ít nhất là 50 x 50 x 50 cm. Nho là cây ưa ánh sáng nên chúng ta phải đặt chậu ở những nơi có nhiều ánh sáng. Sẽ phát triển mạnh và cho nhiều quả khi được trồng ở đất pha cát có độ pH từ 5,5 đến 7,5. Khi trồng lên đặt ở vị trí không bị ngập úng, thoát nước tốt, lên bón nốt với vôi rồi phơi ải từ 7 đến 10 ngày trước khi trồng để xử lý các mầm bệnh có trong đất. Thì cây giống nho thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại giống nho, bạn có thể tìm và lựa chọn tùy theo điều kiện và sở thích. Cây giống nho thì các bạn có thể đến các vườn cây giống để tìm mua. Cách trồng cây thì khi các bạn mua cây nho về thì các bạn nhẹ nhàng rạch bỏ các bao ni lông, đào hố và đặt cây xuống, lấp đất đầy vào xung quanh gốc, ấn nhẹ tay cho cây đứng, tránh làm đứt rễ cây. Trồng xong thì chúng ta tưới thật đẫm nước. Chăm sóc cây nho khoảng 10 ngày đầu mới trồng thì ngày chúng ta tưới nước cho nho 2 lần, vào sáng sớm và khi chiều mát. Sau đó thì cứ 5 đến 7 ngày tưới nước một lần. Những ngày trời mưa thì ta nên tìm cách thoát nước cho cây, tránh cái hiện tượng ngập úng gây thối rễ. Khi trồng nho được khoảng 15 ngày thì cây bắt đầu bén rễ thì ta tiến hành bón nốt bằng phân hữu cơ, phân bò, phân chuồn quế. Cứ khoảng 20 ngày lại bón phân một lần. Thường xuyên làm cỏ, vun sới xung quanh gốc để giúp đất tơi xốp, thuận lợi cho việc hô hấp được thông thoáng. Thông thường 1 năm nên sới một lần để cây tạo bộ rễ mới, thường tiến hành sau khi thu hoạch. Khi cây nho cao khoảng 25-30cm thì chúng ta tiến hành cắm cọc làm giàn cho nho. Ta có thể hàn khung sắt trên sân thượng để làm giàn treo cho cây nho. Độ cao thì khoảng 1,5-2m để tiện cho việc đi lại, chăm sóc. Chúng ta chọn ngọn khỏe nhất buộc vào cọc cho nho leo lên giàn. Các ngọn hoặc cành còn lại cần cắt bỏ. Khi ngọn của thân chính đã leo cao khỏi giàn 20-30cm thì tiến hành cắt bỏ thân chính, vị trí phía dưới tán. Cây nho sẽ mọc nhiều cành mới, chúng ta gọi đấy là cành cấp 1. Mỗi cây nho chỉ để lại 2-4 cành cấp 1 tùy giống và bố trí sao cho phân bố đều về các hướng. Khi cành cấp 1 dài khoảng 0,8-1m thì chúng ta lại tiến hành cắt ngọn để cây mọc ra cái cành cấp 2, gọi là cành quả. Mỗi cành cấp 1 để 10-20 cành cấp 2 tùy giống và mật độ trồng. Các cành cấp 1 và cấp 2 cần được buộc chặt vào giàn để tránh gió. Dây để buộc cố định cành vào giàn sử dụng những loại có khả năng tự phân hủy như là bẹ chuối chẳng hạn. Sau cắt cành khoảng 20 ngày thì cây bắt đầu ra hoa, 25-30 ngày thì đậu trái. Mỗi dây chỉ để 2-3 chùm quả. Cách thu hoạch nho, nếu trồng và chăm sóc tốt thì sau 3 năm nho sẽ cho thu hoạch. Sau khi thu hoạch thì trái nho không chín thêm nữa nên phải đợi quả chín chúng ta mới lên thu hoạch. Thì trên đây vườn Hải Đăng vừa hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật trồng và chăm sóc giống cây nho. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0966 446329. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.